Suốt từ những ngày qua đến hôm nay, hầm đường bộ Hải Vân liên tục mở cửa, tạo điều kiện cho đoàn người ở các tỉnh phía Nam về quê bằng phương tiện xe máy qua hầm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác phối hợp với công an các địa phương lân cận, hỗ trợ dẫn đoàn an toàn trong suốt quá trình di chuyển qua hầm. Không còn phải vượt đèo Hải Vân giữa lúc mưa to gió lớn, mà người dân được phép di chuyển xe máy trực tiếp qua hầm đường bộ có xe hộ tống. Trước khi qua hầm, toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra độ an toàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Đà Nẵng đã bố trí 2 xe dẫn đoàn, đi đầu và cuối để kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ bà con lưu thông trong hầm an toàn. Toàn bộ phương tiện di chuyển trên tuyến hầm sẽ tạm ngưng ưu tiên cho đoàn xe. Trong quá trình di chuyển bên trong hầm, lực lượng Cảnh sát Giao thông liên tục phát thông báo đảm bảo giãn cách, tránh trường hợp va chạm, đảm bảo an toàn cháy nổ. Cùng lưu thông có đoàn xe hỗ trợ như cấp cứu, chữa cháy, sửa xe lưu động để kịp thời xử lý giúp bà con khi có tình huống phát sinh. Trước khi di chuyển qua hầm thì đã tập hợp người dân tuyên truyền cách thức đi trong hầm là không được vượt chen lấn trong hầm, cũng như đảm bảo cái khoảng cách để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là cái công tác mà phòng chống dịch. Và trong hầm thì di chuyển cái với tốc độ tối đa là 40 km/h, và lực lượng giao thông là trong quá trình dẫn thì thường xuyên dùng cái loa để mà phát và tuyên truyền người dân không được là dừng đổ quay phim chụp hình cũng như là chen lấn trong cái hầm để gây nguy hiểm. Chủ động nắm bắt bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng phối kết hợp và liên thông thông tin liên lạc để mà đón bà con dần đi qua địa bàn được an toàn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, người dân về quê được đảm bảo an toàn và hỗ trợ kịp thời. Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã dẫn hơn 10.000 người qua địa phận. Chính quyền thành phố cũng bố trí lực lượng hỗ trợ gồm 4 tổ y tế, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho người dân khi cần. Mỗi chủ trương và chính sách phù hợp, đúng đắn của chính quyền thành phố đã và đang giúp những người xa quê cảm thấy ấm lòng trên hành trình về quê đầy khó khăn.